tôn tâm nâng cao vị trí dục lên một lần thanh xoắn phía rẽ cường bà rịch hạt bọc hạt bằng riêng xa là riêng có chấp bảo rộng bí sách khả nông cao phạm đồ vị trí xác bằng riêng phòng này ông bị chất bí thả lâm chờ mối nâng ách chíp lực cử dân bình cử dục bằng riêng một vị trí án xoắn xác khả máy bàn rùm bên chôn là bành lên khả nông cao bằng riêng đâm bấy chùi oi bồn bồn chấp bảo rộng khả nông cao riêng sốt mà thân nạn những miền sản sập làm thân nạn sản sập làm ôn con tái mà đọc ôn để bàn tiền hơi nào muốn đọc nào mà một thì làm ôn một tuần bàn tiền hay mà hay bạ đây hay mà chấm đốn vốn vừa chưa luôn số tiền hay bên này phải đặt hà là ôi dừng thì là so máy bên đọc bài đầu đần tay đọc bài nên bằng riêng hay so hai số bối nhưng chập đam lên đọc bài bên đầu đần tay nữa hay bên là lấy tam clear ấy giờ ngày mai đi bên đọt và clear nhé này là bảy là phone nó phone là bên là lại dừng an cho clear sẽ bối dừng bên là lại một quanh quay chia cần chop nhé này mà thôi chia cần chop mua chẳng hai chuỗi chia chọn bên là lại pram cần chop mà off là quanh á là bảy giờ mình lên play đồ đần tray chẳng hay cũng hay tạt đai chẳng hay dừng chỉnh chu nó quanh nó tam tam như lên tạt đai và to chứ này hay mà chỉnh muốn phone phone là nó quanh nó play chụp cái lạnh ná phone nó ai đừng lần máu bồng pin là clear rồi vừa tàu xong xong ta mà lại clear luôn người xong vừa nằm bay nên bồng pin clear chứ nữa riêng hơi sụp bối nhưng mình chạm mới riêng nằm bay nên biên ca vừa lực ban là so trăm bánh du chiên con bố là dân đang vô cam mà thấy dân mà riêng biển đến với biên ca đi chậm ra anh bạn chờ anh chuyên môn ca rụng bình chôn bạch đá sắc ca mập hiếp khi nông bóng riêng mục vị trí áo sắc máy ban chơi oi sắc chỉ chờ anh rụp chỗ chất nâng phía chiêm riêng sốt chiên đang mong riêng nó lục ru riêng oi dân tha sẽ đôi mạch hay ạ riêng oi dân an hay coi pe riêng nó lục ru oi dân lên đôi chia cho nên làm bài lên hay mình bắt chầm riêng bằng nông oi dân supply time oi dân mình chặt tục đã không mai riêng nâng cho nên chưa trong pe riêng lục ru miền oi phụ nhom lên làm bài làm tay tục áp bộ nhóm rầm lúc màu vinh mê riêng ai chăm dạng dù nhóm miên chất trong chẳng riêng sọ sọ mai chiêng Cái bì ca phạp đồ cổ đại khám xa nâng vị thi sát bằng riêng ca áo prom sơ là thó bấm bẹ bấm nâng chi vít rùm chăm nét thuở ôi bồn bồn cây lùm ô áp ta chả rách cậu bán xa lai chạp bà rộng giang bì xe phòng đầy ក្រៅពីការគោរពតាមវិន័យរបស់សាលាលក្ខការប្រព្រឹត្តដោយសុជីវធម៌បងប្អូននៅសាលាជនិតអន្តេវាសិកនៅគោរពតាមវិន័យអន្តេវាសិកដ្ឋានទៀតផងបងប្អូននៅអន្តេវាសិកដ្ឋានក្នុងមួយបន្ទប់មានសិស្សចំនួន8នាក់បន្ទប់ខ្លះមានដល់10នាក់ដែរប្រធានបន្ទប់ជាអ្នកឡើងផែនការបោះសម្អាតបន្ទប់និងបែងចែកការងារអនាម័យដល់ចុងសប្តាហ៍បងប្អូននិងសម្អាតជុំវិញអន្តេវាសិកដ្ឋានគឺដោះលាងផ្លូវរបៀង សម្អាតមុខនិងក្រោយអន្តេវាសិកដ្ឋានចរន្តឆ្នាំមកហើយបងប្អូនអនុវត្តបណ្ដាវិន័យរបស់អន្តេវាសិកដ្ឋានបានល្អណាស់គឺដឹងនៅអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើទន្ទឹមនឹងតម្រងចាត់តាំងបង្រៀនដល់ខ្លួនឯងក្រុមការត្រួតពិនិត្យរបស់សាលាគណៈចាំងវាងនៅទាំងបត់បែនរៀបចំទីលានលេងកំសាន្តដែលមានប្រជាជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូន ដើម្បីអភិវឌ្ឍទេពកោសលនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកក្នុងសាលាឆ្លងតាមទម្រង់ចាត់តាំងក្លឹបចំនួន5សម្រាប់សិស្សអន្តេវាសិកដូចជាក្លឹបផ្សព្វផ្សាយសម្លេងរបស់សិស្សសានុសិស្សវប្បធម៌សិល្បៈផ្ដើមអាជីពកីឡាហាត់ប្រាណនិងស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ សាលាកថានិច្ចសាលារៀនគុណយុបាយសាលាឯកទេសបណ្ដុះបណ្ដាអប់រំបងប្អូនចិញ្ចឹមបងប្អូនក្នុងនោះមិនត្រឹមតែមានចំណេះដឹងទូទៅប៉ុណ្ណោះទេសំខាន់គឺបំពាក់បំណិនជីវិតការធ្វើសមារណកម្មដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូនមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងបំពេញក្តីប្រាថ្នាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្លួន មកអំពីភិជ្ជរានគ្រួសារបងប្អូនត្រឹកក្នុងស្ថានភាពលំបាកហើយយើងបង្កើតក្លឹបដើម្បីបង្កើតទីលានលេងកំសាន្តសម្រាប់បងប្អូនអាចអភិវឌ្ឍទេពកោសលរបស់ខ្លួនបងប្អូននឹងបានវឹកវើតាំងពីពេលរៀននៅសាលាដើម្បីថ្ងៃពេលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះស្រាប់ហើយដំណើរបរិច្ចាគបណ្ដាដំឡៃសម្រាប់សហគមន៍សម្រាប់មីមីនៅភូមិស្រុកនិងបានបំប្រួយខ្លែកជាង 30 ឆ្នាំបឹកវិស្មកាលសិក្សា
សាលាសកលជនជាតិអន្តេវាសិកវិទ្យាល័យគៀងយ៉ាងបាននឹងកំពុងបន្តរួមចំណែកយ៉ាងធំក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់តំបន់ជនជាតិភាគតិចជាមួយនឹងទូនាទីដ៏សំខាន់គ្រូបង្រៀននៅទីនេះសុទ្ធតែអស់ពីចិត្តពីថ្លើមនិងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារបណ្តុះបណ្តាលមនុស្សអាស្រ័យហេតុនោះគុណភាពបង្រៀននិងការសិក្សានៅសាលាមួយថ្ងៃកាន់តែបានលើកកម្ពស់ ប្រការមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺក្នុងឆ្នាំ2010សាលាសកលជនជាតិអន្តេវាសិកខេត្តគៀងយ៉ាងជាសាលាដំបូងបង្អស់បានទទួលស្គាល់ជាសាលាសម្រេចខ្នាតជាតិក្នុងចំណោមសាលាបទ្យាល័យរបស់ខេត្តដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2022តាមប័ណ្ណបញ្ញត្តិថ្មីសាលាបន្តបានវិដំឡៃនិងទទួលស្គាល់ជាសាលាសម្រេចខ្នាតពិនិត្យសម្រេចកម្រិតទី នេះជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញអំពីដំណើរការមិនមែនតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទេគឺជាដំណើរការទាំងមូលដែលគ្រូបង្រៀនបានរក្សានិងពង្រីកពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទន្ទឹមនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដាគ្រូបង្រៀនសាលាសកលជនជាតិអន្តេវាសិកវិទ្យាល័យគៀងយ៉ាងនៅតែងទទួលបានការជំនួយពីរដ្ឋអំណាចភូមិភាគគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងការបង្កើនវិនិយោគលើមូលដ្ឋានសម្ភារៈ គ្រឿងបរិការបង្ហាត់បង្រៀនទៀតផងតាមរយៈនោះរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពបណ្ដុះបណ្ដាល អំពីផ្នែកអប់រំសកលទូនាទីចម្បងគឺជារបស់មន្ទីរអប់រំចំណែកគណៈជនជាតិក្រន្តែសហការយកចិត្តទុកដាក់និងពិនិត្យពិច័យបន្តទីមួយគឺបង្កើនមូលដ្ឋានសម្ភារៈ ធ្វើស្ថានភាពការឲ្យគណៈកម្មាធិការជំនឿជាតិខេត្តយកចិត្តទុកដាក់និងចង្អុលការបង្កើនមូលដ្ឋានសម្ភារៈឲ្យបណ្ដាគុំនៅតំបន់ជំនឿជាតិភេតិចនិយាយរួមសាលាសកលជំនឿជាតិអន្តេវាសិកខេត្តគៀងយ៉ាងលទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សចូលរៀនគឺមានគុណភាពខ្ពស់ណាស់បន្ទាប់ពីរៀនចប់ថ្នាក់ទី12អត្រាសិស្សបញ្ចប់ការសិក្សាសម្រេចបានកម្រិតខ្ពស់បង្គួរឲ្យបងប្អូនដែលប្រឡងជាប់មហាវិទ្យាល័យក៏សម្រេចបាននៅកម្រិតខ្
vật sẽ tới kết sáng cúng nơi đập bắn bóng bộ ôn chôn chiết. Xăm sập chân bóng cơ nâng áp hiệp vật, sơ xa lá, rộp rồi nịa, bị chùm non mùi, tư chùm non mùi. Bạn thông đăng kết đấy, hơi cầm bóng thua xa cầm mập hiệp khăn vi say khó khó khăn nìa. À tay tạc sơ chê chả rớn, gọt bán nâng cầm bóng bóng rít bà bây nây rộp bọc xa lá. Đập bấy khai chìa cựu bằng riêng áp bí chất bí thơm, khăn áp chíp bật đo bật đàl mần nụp. Chia ở tây tạng sơ, chân nằm sạc xa đầm bộ bậc ổ, chân nằm mười bọn bà bồn rơi cao sạp bí, mười bọn bà bồn rơi cao sạp bí, bên tóc bị chanh xa lá, lục dân hùng, bàn xâm ra chất tam ạ chíp kê rú cô xoay. Đôi ổ bị chất bị thơm, lục bàn chữ ai kê tế kê rú cô xoay ở xong xa khám ái. Đôi miệng ẩm nón, trong bà tê chậm nệ đăng đôi khám ếng, nơi phía xa rồi bỏ chết luôn. Nên là cầm rú là con bậc rú, hai đôi là chồng ba này con sơ hương từng cõi nữa nó còn miên cả sắc xa biến sốt đồng miên rạ xa tầm niêm tầm lóc ni phía xa dưới đôi chỉ đồng bay ốp hôm mà con trao dưới đó ông miên men ca đây chuyên luôn không bật tiếng ca cột sầm cột sầm sập chấm nay ca bằng cơ sa lá sơ sa nứt sơ chỉ cho đàn chấm nón cánh tay vô chụp ánh chiếng âm pi ca kịch an rập bao sập mồ hộp hiệp cam ma phi bán cứ rụp bằng riêng tam đâm nặng ca nề mùi nề mùi chụp nét đứng bấm nấn bàn bấm pẹt pi xà la pi xe mồi ní bàn chui oi sờ sàn được sờ chỉ chờ đến miền mồ là than cứ đo rừng móm khnông ca đầm rong tự ăn chip sầm rạp khôn sam sập chấm co sang nâng áp hiệp vót xà la sắc cò chôn chết ăn tên với sắc bật hiện lại kinh giáng sầm rách bàn sầm tập hồi cua oi mồ tận nắp hiệp chỉ chờ đến rùm chụp nét bấm bòn nâng bàn đo bàn đa sờ rò bòn nè chia con chay bấm bòn chôn chết phe tích khnông nu miền sờ rò bòi nè để bắn to từ tụ bàn chục chỉ khi nông ai kịch tế cầm bật mà hà vật chả lấy ở đâm mà sạc xá hỡi bắn to rung châm nệch giang sạc cắm khi nông cá áp hiệp vật bắn đa vị xây rớt bỏ sốc cầm nợt.